hạt nêm Chinsu ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Chinsu ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc.
lại bất ngờ nữa, lại một bài hát đưa chúng ta đi xa dần những dữ liệu ban đầu. Lúc đầu mình nghĩ là đây sẽ là một cái quyết định liều lĩnh của Tí Nâu, nhưng mà tôi sai rồi. Trong lòng bàn tay của Tí Nâu. Anh Tú. Anh ạ. Sao? Anh hỏi người khác trước được không? Sao vậy? Em thẫn thờ. Cho em thêm vài phút, sau vài phút em có thể đọc tên bạn Tí Nâu rồi luôn. Ồ. Phải mạnh anh ạ. Rồi mắc gì cái điều đọc tên wow. Tú, anh muốn em ký một cái hợp đồng về sự sai lầm của em. Là ký người ta đừng mời em nữa. À không, dạ. Tại vì anh thấy là anh hơi khó chịu thái độ của em. Sao nói anh? Thẳng. Dạ dạ anh cứ nói. Vì nó quá tự tin một cách hơi ngang ngược. Em có những cái quan điểm riêng của mình khi mà nghe Tí Nâu hát. Cho nên nếu mà quả quyết tự tin như vậy, nếu đoán sai có điều gì xảy ra không ạ? Hậu quả nó là gì? Em mời phim trường ăn. Ghê vậy. Khoan, phải làm rõ ràng đoạn này. Mời phim trường ăn hay là mời khán giả của phim trường ăn? Mời tất cả những người đang có mặt ở đây. Đoán liền. Ăn cái gì? Chứ mời ăn nó đưa cái gì cũng ăn là chết. Em order quán ăn đàng hoàng. A mà. Wow. Được, cũng được. Deal. Sửa soạn thực đơn mắc nhất cho phim trường. Alo. anh đừng gọi nhanh nhé. À chưa. Bây giờ deal rồi, mình viết cái tên ở trước đi ạ. Ghi luôn ạ. Và nộp cho bắp. Để trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ lắng nghe cảm nhận của những cô vấn khác. Đức Phúc ạ. Đến cái ngày hôm nay, khi mà Tí Nâu hát cái ca khúc này thì em lại vẫn không có thể đoán ra đây là người nào. Nhưng mà có một cái điều không thể để chối cãi hay là chối bỏ được rằng là Tí Nâu là một rất giỏi, hát rất là tuyệt vời, một cái giọng hát vô cùng đẹp và biến hóa rất là khôn lường. Lúc nãy có một cái khúc chạm đúng vào cái dây thần kinh cảm xúc của mình, một phát là phải bật lên liền ngay cái khoảnh khắc đấy. Oh my god. Cái âm thanh nó đẹp vô cùng. Em phải nghi ngờ một lần nữa là không biết có hát lip sync hay không luôn cơ. Em ngồi đây mà em vẫn còn chưa tin. Mời Tí hát một câu cho Phúc nghe luôn. Ngốc luôn. Giọng này ôm ra không nổi, nghe nó kỳ lắm. Nghe nó chua chát lắm. Em đùa chút xíu thôi, nhưng mà thực sự là Tí Nâu rất là hay. Tí Nâu là một cái đối thủ quá mạnh. Với cái người mà tôi đang nghĩ biến hóa tới mức độ như vậy thì thật sự tôi cũng không thể tưởng tượng là cái người đó có thể biến hóa được tới như vậy. Thiệt luôn. Bây giờ không biết có nên cân nhắc lại cái đáp án của mình hay không, tại vì nó thật sự khác xa với những gì tôi hiểu về con người này. Quá giỏi. Nhưng mà cho em hỏi câu hỏi ngoài lề nha. Em lúc đầu cũng đoán là Tí Nâu sẽ là một ca sĩ miền Bắc. Mà nãy giờ em nghe Tí Nâu phát âm chữ R. Có một cái chi tiết mà bản đứng Tí Nâu là trong cái đoạn clip á, Tí Nâu phát âm là The Masked Singer. Khi đứng trên sân khấu The Masked Singer. Đây là đặc trưng của người Hà Nội. Em cũng nghĩ là một người miền Bắc, thực ra đây là không phải mình đặt bạn vào một cái trò chơi đâu, mà bạn đang dẫn dắt chúng ta trong một cái trò chơi của bạn ý. Mỗi vòng bạn ấy đưa mình đến một cái bất ngờ, đến một cái tò mò khác. Bạn đang dẫn dắt mình rất là giỏi. Thật ra theo cái kiểu bán cổ điển này thì không phải là sở trường của Tí Nâu. Tại vì mình thấy là bạn ấy vẫn hát bài này theo kiểu pop thôi, hát bằng giọng pha. Bài này mà hát theo kiểu cổ điển thì nó sẽ nặng hơn, nó ngân hơn, nó fry battle nhiều hơn. Nhưng mà phải nói là bạn ấy quá giỏi. Hát đẹp ơi là đẹp. Ngay cả cái giờ phút này tôi không biết quý vị xem chương trình là lúc mấy giờ ở nhà. Chứ là cái thời điểm này ghi hình tại trường quay là 3 giờ sáng mà cái giọng còn như vậy thì thôi cũng vỗ tay nồng nhiệt. Bây giờ để em coi người em của em viết tên xong chưa. Chứ nãy giờ nghe phân tích rồi bỏ công rồi đổi ý đổi ơ đồ. Đây em chưa viết. Không phải, tại vì em đang bị phân vân. Tức là với cái style nhạc như này thì ở ngoài Bắc cũng có khá nhiều giảng viên thanh nhạc có thể làm được điều này. Nhưng cái chữ E ở khúc sau và ngay cái đoạn đầu, cái cách mà chuyển hơi á, làm em liên tưởng tới cảm giác rất nhiều năm về trước. Khi mà em còn nhỏ luôn là em đã nghe giọng này rồi và giọng này không thể sai được. Viết đi ạ. Cái gì cũng phải viết vào. Viết không có khóc. Thì đi rồi đó, sao rung tay như vậy? Xong. Cái cảm giác này em không lệch đi đâu được, tại vì đây là người mà gắn liền trong suốt quãng đời đi học. Chính ra đây người này già lắm hả? Không già, nhưng mà chữ A và chữ E nó cực kỳ đặc trưng của Tí Nâu. Nhất là cái chữ E, cái hơi đó không lệch đi đâu được. Mà chữ E đấy, kiểu gì có phải sao? C cái kiểu gì có gì thế không? C đấy là ở Đồng Nai. Bây giờ sẽ làm manh mối cho họ được cố vấn có thêm dữ liệu về nỗi sợ của Tí Nâu. Xin mời manh mối.
Tính ra ông muối không có sợ, mà nhạc này em sợ. Cái đoạn sau là bà Sen hát. Đây là nỗi sợ của Tí Nâu. Sợ đi quẩy hả? Tí Nâu phiên bản xanh giống con zombie quá. Em nghĩ là chị sợ ồn ào. Mời Tí Nâu chia sẻ. Dạ, thực ra là cái bức tranh này là cái họa sĩ rất là vất vả để vẽ nên cái suy nghĩ của em. Em giải thích cả một buổi chiều xong rồi họa sĩ tự chọn cho một cái bức tranh theo cái hiểu của họa sĩ. Mà ý của em chỉ đơn giản là em sợ cái cuộc đời này sống mà không còn âm thanh nữa. Tức là mọi người sẽ bao theo những cái ồn ào của cuộc sống và quên đi những cái âm thanh bình dị nhỏ nhắn trong cuộc đời. Sợ đời không có âm thanh và đặc biệt là không có âm nhạc. Nghe thiền quá ha. Với những cái chia sẻ vừa rồi của Tí Nâu á, thì tôi nghĩ rằng đây là một người rất là thích một cái cuộc sống bình ổn, an lành. Cũng có thể là không thích cái sự ồn ào của showbiz. Nếu là một người mà hoạt động liên tục thì chắc chắn là tụi mình sẽ nhận ra liền. Nhưng mà rõ ràng là tụi mình rất là khó để nhận ra giọng hát này. Nói chung là cái người nào mà sống deep như vậy thường người ta không có sống bề nổi. Dạ đúng rồi. Hiện tại là Tí Nâu vẫn đang hoạt động hay là nghỉ một thời gian rồi và bây giờ comeback lại với The Masked Singer? Tí Nâu hoạt động điên loạn luôn, chưa dừng giây phút nào mà. Hoạt động ở đây là tức là động âm nhạc, đi diễn, đi hát, đi tour, đi chơi, đi ăn. Đó là cũng có tính đi chơi, đi ăn vô rồi. Điên loạn luôn hả? Thế thì chắc là nhiều khi đáp án em sai. Vậy là đắc show, đang chạy show điên đảo. Tí Nâu, dạo này ra bài mới chưa? Em chuẩn bị em ra nè. Với một cái giọng hát mà nó đa sắc như vậy thì cho Tiên hỏi là Tí Nâu ngoài cái việc là hát hay ra thì mình có một cái tài lẻ nào hơn? Ví dụ như là biết sáng tác hay là hòa thanh phối khí gì không ạ? À? Tí Nâu cũng sáng tác, mày mò học hỏi mấy cái loại nhạc cụ. Tí Nâu nói đằng Việt một cái là đáp án kia nó vứt ngay tại chỗ luôn. Chắc là Tí Nâu dẫn dắt mình đi rất là nhiều nơi. Thì em có hỏi Tí Nâu rằng là những cái sản phẩm âm nhạc mà Tí Nâu đã ra là nó thiên về cái thể loại ballad, pop ballad hay là tiết tấu? Hỏi này là hỏi vạch toẹt ra rồi. Với những câu hỏi nào nó quá xoáy sâu vào trong những tác phẩm cũng như danh tính của nhân vật, chúng tôi sẽ không trả lời. Thông tin đầy đủ rồi. Để bảo đảm danh tính của Tí Nâu, xin mời hai vệ sĩ áo đen ra hộ tống Tí Nâu về ổ.